Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Giáo sư Sáng Chế. Có phải các bạn vẫn luôn mong muốn có một chiếc nỏ thần kỳ nhưng lại không đủ tiền mua dù chỉ là một chiếc lẫy? Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách tự chế tạo nỏ thần với chi phí nhỏ hơn rất nhiều. Các bạn mua lấy vài quả đạn xốp màu xanh dương như thế này rồi để tạm sang một bên để kiếm mấy công hút nữa nhé. Rút một ống ra và nhét vào bên trong quả đạn xốp của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể đo được chiều dài của đoạn ống mà chúng ta cần cắt. Và sau đó, đơn giản là chúng ta dùng kéo để cắt đoạn ống hút ra, chỉ chừa lại một ít như thế này thôi. Để bắt đầu lắp ghép các bộ phận, chúng ta sẽ cần một cái hộp nhỏ như hộp kẹo bạc hà này đây chẳng hạn. Nếu mà trong hộp còn sót lại vài viên kẹo thì cứ đổ ra, tạm đâu đó để lấy hộp rỗng thôi nhé. Sau đó, các bạn dùng bút đen đánh dấu một chấm trên nắp. Dùng mỏ hàn, đục một lỗ trên hộp đựng kẹo ở đúng chỗ vừa đánh dấu, rồi mở nắp ra và phết ít keo lên viền chỗ miệng hộp. Nhớ đậy nắp tiếp keo lại, không là nó sẽ khô hết đó. Và đóng cả nắp hộp kẹo lại nữa. Như vậy là nó sẽ được dán chặt vĩnh viễn. Nhét keo hút mà chúng ta vừa đục lỗ hồi nãy vào đây, nhưng đừng có nhét hết vào đấy. Các bạn nhớ rút phần đầu đạn xốp ra và nhỏ keo để dán chắc ống hút vào hộp nhựa nhé. Kiếm một chiếc khoan đa năng trong hộp đựng dụng cụ. Trong trường hợp nó không có đầu khoan nào tương ứng thì ta sẽ phải thay bằng một đầu khác cho phù hợp. Trở lại với cái hộp đựng kẹo và đục hai lỗ nhỏ trên đế bằng mũi khoan mini của chúng ta. Sau khi đã khoan xong hai lỗ này, các bạn hãy gọi một cuộc đến sở cảnh sát để mượn mấy con xe thể thao mà các anh hay dùng làm phương tiện công vụ nhé. Tháo lấy mớ dây dợ và bảng mạch rồi tiến hành biến chúng thành hệ thống điện cho chiếc xe gián điệp phóng tiễn hiện đại nhất của chúng ta. Trong khi chúng ta làm mấy mối nối từ dây của hệ thống với nguồn điện, hãy cùng trò chuyện một chút về cuộc đời bất tử của mấy con cua nhé. Nghe có thú vị không chứ? Vài người nói rằng mấy sinh vật ấy là bất tử thật. Ta hãy tạm ngừng suy ngẫm về nhân sinh và thử xem khi ấn cái nút này trên điều khiển thì tia lửa điện có sáng lóe lên không nhé. Sau đó nhét mấy sợi dây qua lỗ nhỏ ở dưới đáy hộp. Nếu cần thì các bạn mở hộp ra rồi dùng nhíp để dịch hai đầu sợi dây lại gần với nhau hơn một chút. Sau đó xịt một ít dung dịch phản ứng dây chuyền này vào bên trong rồi đóng nắp lại trước khi cho pháo lên nòng. Thử nghiệm lần 1. Phóng. Oh. Sau khi làm xong bài kiểm tra chất lượng, các bạn hãy dán tất cả các bộ phận lại với nhau nhé. Trong mấy video trước, có vài bạn đã tranh cãi rất nảy lửa trong phần bình luận về việc ai mới là người đầu tiên xem mấy video mới của mình. Mình chỉ muốn nói với các bạn là không cần phải tranh giành nhau đâu anh em. Giáo sư Sáng Chế không thiên vị bất kỳ ai đâu. Sau khi dán tất cả các bộ phận lại với nhau, chúng ta sẽ cần mở một nắp chai nước ngọt để lấy nắp. Và để cho khỏi phí nước bên trong thì các bạn đổ nước ra một cái cốc nào đó để dành lát nữa uống nhé. Chúng ta sẽ cần tổng cộng 4 chai nước, cho nên là mình khuyên các bạn nên tái sử dụng mấy chai rỗng ở trong kho đi nhé. Đục lỗ trên một nắp chai bằng mỏ hàn nóng, rồi kiếm lên một cái động cơ đồ chơi mới. Phết keo lên mấy cái trục động cơ và gắn cái nắp chai đã đục lỗ lên trên đó. Đổ keo nóng lên trên để dán chặt nó lại nhé. Lặp lại các bước vừa nãy trên các nắp chai tiếp theo để hoàn thành phần đầu tiên của mấy cái bánh xe. Có một sự thật khá là thú vị mà các bạn có thể đã biết. Đó là đồ nhựa chiếm đến 80% số lượng rác thải trong đại dương này đấy. Thật là tội nghiệp mấy con cá. Nemo chắc là thất vọng về chúng ta lắm đây. Giờ thì mình sẽ đục thêm hai cái lỗ trên hai nắp còn lại để làm thành hai bánh xe nữa cho chiếc xe chiến đấu của chúng ta. Ngoài mấy cái nắp chai này thì bạn sẽ cần thêm một cái gỗ nhỏ để làm trục nối giữa bánh xe và động cơ. Đặt que lên trên động cơ để đo một độ dài mà chúng ta sẽ cần, rồi đánh dấu lại bằng bút chì, sau đó cắt cưa bỏ phần thừa đi. Nhỏ keo lên quanh một đầu que để gắn nắp chai lên trên đó. Trước khi các bạn gắn nắp chai thứ hai vào đây thì các bạn sẽ cần một đầu ống hút nữa, y hệt như cái lúc đầu chúng ta dùng ấy. Lấy đoạn que có gắn nắp chai ra và đặt nó lên một trong mấy cái bánh xe động cơ, rồi xỏ ống hút vào để đo lấy độ dài từ bánh xe này tới bánh xe bên kia. Xỏ đoạn ống hút đã cắt vào que gỗ và đóng đầu kia lại bằng nắp chai cuối cùng. Dùng keo siêu dính gắn lại cho chắc chắn. Các bạn biết rồi đấy, mình rất chuộng sử dụng que kem trong các sáng chế. Mình thực sự nghĩ rằng que kem là một trong những phát minh vĩ đại và có ích nhất đối với kênh của chúng ta đấy.
dán động cơ có gắn bánh xe vào một đầu que. Kiếm cho mình một cái kẹp quần áo bằng gỗ như thế này. Đợi một chút để mình nhân nó lên bằng kỹ xảo biên tập video cái đã. Nhỏ keo lên phần chính giữa của que kem và gắn một cái que kẹp gỗ vào. Lặp lại bước vừa rồi với cái kẹp thứ hai nhé. Mấy bạn hay theo dõi kênh của mình thì sẽ biết sự xuất hiện của cái thảm xốp này có nghĩa là gì rồi đúng không? Chúng ta sẽ thiết kế hệ thống bánh xe tăng. Bạn nào mà chưa biết thì cứ hỏi bác Google nhé. Sau khi đánh dấu kích cỡ của bánh xe, các bạn dùng kéo cắt lấy hai đoạn dài như mình cắt đây. Chập hai đầu lại với nhau rồi dán chúng lại. Chúng ta sẽ làm điều tương tự với đoạn xốp thứ hai để làm thành hai vòng dây xốp. Đặt vòng dây đầu tiên lên một bên của động cơ rồi nhét mấy cái bánh xe vào bên trong. Vòng dây xốp thứ hai sẽ được đặt lên mấy cái bánh xe còn lại ở phía đối diện. Các bạn nhớ điều chỉnh chúng cho ngay ngắn trước khi dán lại nhé. Dán thêm hai nắp chai nữa ở giữa để làm chỗ gắn thiết bị phóng lên trên. Vậy là chúng ta đã sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ rồi. Các bạn hãy nhìn xem sáng chế có 102 này di chuyển nhẹ nhàng qua đủ mọi loại địa hình này. Quá nhiều công năng cho một phương tiện nhỏ bé. Mình đã chứng minh được khả năng di chuyển của nó trên mọi địa hình rồi nhá. Nhưng mà còn tính năng chính thì sao nhỉ? Để mình cho em nó thể hiện bằng cách trồng một hàng cốc nhựa dùng một lần lên. Chỗ này mình đã để dành từ bữa gặp gỡ bạn bè lần trước đấy. Có phải mấy tháng rồi ấy. Tạm gác cảm xúc sang một bên. Các bạn thấy em nó bắn tan nát bức tường đó chưa? Dễ như cách mà trái tim các bạn bị làm cho tan vỡ hôm 14 tháng 2 vừa rồi ấy nhỉ. À mà nhân tiện, nếu các bạn không có ai để đón lễ tình nhân thì mình vẫn còn độc thân đấy nhá. Với sáng chế tiếp theo liên quan đến bệ phóng tên, các bạn sẽ cần thêm vài đầu đạn xốp nữa rồi dùng kéo cắt bỏ chúng đi. Mình cũng không muốn đối xử với chúng như vậy đâu, nhưng biết sao được. Giờ thì loại bỏ hết phần thân xốp màu xanh còn sót lại này ra khỏi mấy cái đầu đạn, chỉ để lại phần cao su màu da cam thôi nhé. Chúng sẽ được dùng để làm thành một trái pháo lớn hơn nhiều. Nhưng trước tiên chúng ta phải rút mấy cái đầu piston này ra khỏi những ống tiêm loại 10ml đã. Chúng sẽ được trải qua một cuộc phẫu thuật thu nhỏ kích thước. Chúng ta sẽ cần một cái thước kẻ và một cái bút để đánh dấu một đoạn khoảng 4cm trên mỗi ống tiêm. Tiện đây, các bạn kể cho mình nghe xem có bao nhiêu kế hoạch trong năm mới của các bạn đã bị thất bại rồi. Mình thì thảm hại lắm, còn không làm được nổi một tuần nữa. Dựa theo đoạn đã đánh dấu, các bạn hãy cắt bỏ phần thừa đi. Và nhớ là phải làm theo cách của mình nhé. Cắt từng cánh một như thế này rồi mới được bẻ gãy nó. Làm tương tự với đầu piston còn lại trước khi tiến hành sang bước tiếp theo. Nhẹ nhàng đặt tất cả các vật liệu sang một bên cho khỏi vướng. Rồi kiếm cho mình một miếng giấy xốp có màu sắc tùy ý. Tại vì mình thích mọi thứ trông thật chân thật nên mình sẽ chọn màu xanh dương. Đặt mảnh piston lên tờ giấy xốp và đánh dấu lại độ dài cần thiết. Sau đó dùng kéo cắt ra. Các bạn nhìn nó mới mềm và dẻo dai làm sao. Mình gọi chuyển động này là bước sóng. Được rồi, xám xí đủ rồi. Hãy kiếm loại keo dính nào tốt nhất trên đời và phết nó lên một đầu của miếng giấy. Lấy một đoạn piston ra và đặt nó lên chỗ vừa nhỏ keo. Cuộn nó lại như cuộn trứng có xúc xích, phô mai, hoa, hành và... mình đói. Khi đã cuộn được nó như thế này rồi, lặp lại các bước với đầu piston còn lại. Để hoàn thiện mấy quả tên lửa, các bạn hãy lấy đầu cao su vừa nãy ra và dùng kéo cắt một đường dọc nhỏ keo lên và gắn nó vào phần thân pháo. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện rồi đấy. Tội nghiệp cho ai sẽ trở thành mục tiêu. Giờ bắt đầu lắp ráp hệ thống dùng để phóng chúng vào không gian nhé. Chúng ta sẽ cần phải dùng keo nóng bịt đầu của ống tiêm lại. Tiếp theo kiếm một dụng cụ khoan đa năng và tháo đai bảo vệ ra để thay một mũi khoan nhỏ hơn vào. Các bạn có biết cái đồng hồ kia để làm gì không? Mình sẽ tiết lộ sau nhé. Khoan một lỗ trên mặt bên của ống tiêm. Chắc là các bạn đã nghe phát chán lên rồi, nhưng mà mình vẫn phải nhắc các bạn là cẩn thận kẻo đứt tay nhé. Sau khi đục lỗ xong, chúng ta sẽ lấy mấy trái pháo lên nòng rồi kiếm mấy que kem nữa nhé. Tất nhiên là mình tái chế que sau mỗi lần ăn kem rồi. Và nếu mà mình phải đi mua thì chẳng đúng tinh thần của sáng chế kênh này tẹo nào. Đo lấy một đoạn 3cm trên que kem
và dùng kìm để cắt nó. Chúng ta sẽ có được một mảnh gỗ như thế này. Dán nó lên hai thiết bị phóng của chúng ta để kết nối chúng lại với nhau. Đề phòng khi lực phóng bên trong ống quá lớn thì chúng ta sẽ dán thêm một miếng nữa lên cho chắc chắn. Bước tiếp theo là thiết kế hệ thống điện để phóng tên lửa vào kẻ thù của chúng ta. Bắt đầu bằng việc kiếm hai cục tăng áp để tạo ra dòng điện thật dồi dào nhé. Phết keo lên mặt phẳng của một trong hai cục và áp chúng vào nhau để tạo thành một thiết bị siêu tăng áp. Mạnh mẽ như lũ quái vật Digimon vậy. Ở đây ngoài mình ra có bạn nào hâm mộ lũ quái vật kỹ thuật số đó không? Giống như Pokemon ấy. Gắn hai cục tăng áp với nhau xong rồi thì chúng ta sẽ nhét các sợi dây điện qua mấy cái lỗ trên xi lanh nhé. Hai cục tăng áp thì đương nhiên sẽ cần gấp đôi năng lượng để hoạt động, cho nên các bạn phải kiếm được hai cục pin 9V như thế này nhé. Phết keo lên cục tăng áp để gắn hai cục pin nguồn vào hai bên. Kiếm một hộp kẹo bạc hà, không cần phải là hộp rỗng vì nó chỉ đóng vai trò là cái đế thôi mà. Dán hộp kẹo bạc hà xuống dưới cho chắc chắn, rồi kiếm một cái nút bấm với sợi dây màu đỏ. Nối lõi dây đồng vào hai cái chân nhỏ này. Xong rồi thì các bạn nhớ quấn kín lại bằng băng dính cách điện như quấn sẵn ướp ấy, rồi umbala nhân đôi nó lên thành hai cái. Kiếm hai nắp pin cho hai cục pin và nối tất cả các sợi dây còn lại của cục tăng áp với nhau. Các bạn còn nhớ cái đồng hồ lúc nãy không? Chúng ta sẽ thêm một tính năng nữa cho nó. Cho nên từ nay trở đi, ngoài việc dùng để xem giờ ra thì nó còn có thể giúp các bạn tự vệ nữa đấy. Vậy là xong. Chúng ta đã có một chiếc đồng hồ có hệ thống phóng tên lửa phòng thủ để bảo vệ chúng ta trong mọi trường hợp nguy hiểm. Chỉ bằng cách đơn giản là xịt các loại hóa chất đặc biệt này vào bên trong, chúng ta sẽ có thể bảo vệ mình theo phong cách điệp viên thứ thiệt. Mình nghĩ là chẳng ai trong số bạn bè của các bạn có cái gì ngầu hơn như thế này đâu. Mấy hộp khoai xấu xa kia, hãy nhìn đây, bọn mày sẽ không bao giờ có thể dụ dỗ làm tao mập lên được nữa đâu. Và đó là tất cả những sáng chế cho ngày hôm nay. Hãy xem qua kênh Giáo sư Sáng chế nếu các bạn muốn tìm hiểu cách tạo ra những phát minh đơn giản và tuyệt vời. Ngoài ra, đây là hai video về những phát minh còn tuyệt vời hơn nữa. Các bạn nhớ bấm đăng ký, subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng mình trong video hướng dẫn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.